Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và Đại Canh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lập trình Scratch vị hình nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ một like, share, subscribe. Và các bạn nhớ là xét dự phòng một tể để đáp ứng yêu cầu của mình nha. Giờ bắt đầu nè. Thì bài hôm nay ấy, chúng ta học, mình sẽ nói không tin là bài đọc vị cũng là bài vĩ hơn trên Scratch, nhưng nó chỉ là bài trang trí ở Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. Thì cái bài này ấy, nó chỉ là bài vĩ hơn nha. Và nhiệm vụ là chúng ta sử dụng các lệnh kéo thẻ Scratch vĩ hình bên, biết rằng cạnh của hình vuông được nhập từ bàn phím màu các bạn sẽ lấy ngọn nghiêng. Vậy là người ta nói là chỉ vĩ hình bên và hình đây. Thì các bạn có thấy cái hình này ấy, nó giống, nó có cái gì đặc biệt không? Thì cái điểm đặc điểm chung của nó ấy, là mọi cái hình vuông ấy nó đều nói với nhau hết. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy 8 hình vuông nó nói là với nhau theo đường hình tròn. Và nó cũng không có công cho lắm. Nên giờ chúng ta chỉ làm bài này. Thì giờ bắt đầu nè. Đầu tiên ấy, chúng thấy hình này đúng không? Chúng ta chỉ làm là khi nhấn vào lấy cơ màu xanh, lặp lại mãi. Và khi nhấn vào lấy cơ màu xanh, chúng ta chỉ tìm cái phần bên. Chúng ta chỉ tìm cái khối lệnh cho tất cả. Và mình sẽ bật tiếng Việt lên cho các bạn hiểu. Đấy, xóa tất cả để xóa xong cho chút khi vĩ. Tiếp theo nhấc bút để máy chuẩn bị, và chúng ta sẽ để lệnh chuẩn bị ở giữa với lệnh nhấc bút và đặt bút. Thêm khối lệnh chọn bút màu là người đã nói màu cũng như là các bạn chọn màu nào cũng được. Mình thì chọn màu này. Còn đây đặt kích thước bút vĩ thì chúng ta sẽ đặt hàng 2 nha. Hẹo 1 cũng được, 1 hẹo 2. Lúc đó chúng ta cũng chỉ đi tới điểm nữa, không trước ơi, là hướng vào phía 90 và đặt bút. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu. Và chúng ta cho nó kim khối lệnh hiện lên nè, hiện lên và nút ẩn đấy. Nhưng mà giờ lúc đây nó sẽ đi tới đây và chuẩn bị bắt đầu, nên lúc đó chúng ta sẽ vĩ đặt bút đâu. Thì chúng ta sẽ tạo ra một khối cho nó tiện. Nhắm vào nhóm khối của tôi, nhắm lúc tạo một khối và đặt tên cho nó hình vuông. Đây, rồi thêm dữ liệu đầu vào, ghi là độ dài cạnh. Nhắm vào chạy mà không làm mới màn hình rồi nhắn OK. Đấy, cái nhóm khối lệnh này chúng ta sẽ đợi ở đây à. Chúng ta thử nghiệm ghi là, chúng ta sẽ ghi là, người ta không có nói là đặt độ dài cạnh bao nhiêu nữa, chúng ta sẽ đặt 100 thôi. Và cái hình hình vuông độ dài cạnh ấy thì chúng ta sẽ cho nó, thì trong này ấy nó có 8 hình vuông nói nhau đúng không, mà mỗi hình vuông ấy nó đều có những màu khác nhau và nó chỉ được tô màu đầy khắp cái hình vuông đó luôn. Là hình vuông mà được tô đầy màu không ấy. Nên chúng ta sẽ cho nó lặp lại độ dài cạnh, là cho nó di chuyển độ dài cạnh mà chúng ta nhập vô và di chuyển âm độ dài cạnh. Âm độ dài cạnh. Đấy, không, yeah, không có gì hết trừ cho độ dài cạnh, có nghĩa không trừ cho độ dài cạnh ấy. Sau tiếp theo là xoay phải 90 độ, di chuyển một bước rồi xoay trái 90 độ như vậy. Nhưng khơi về vĩ, nhấn vào nó vĩ nha, nhưng có điều vậy không ra mở ra, nó lấy một cái dấu chấm nhỏ ở trên đây, thấy không? Nên đấy chúng ta phải làm như vậy. Trên đây thì chúng ta sẽ đặt cho nó là đặt bút. Còn ở dưới, sau khi di chuyển độ dài cạnh và di chuyển âm âm độ dài cạnh thì chúng ta nhấc bút. Đấy, thì nhìn thử
thì nó mất đi có một cái phần chấm nhỏ ở trên đâu à. Thì ban giám khảo tin mắt á. Thì lúc đó vị xong rồi đúng không? Cái này thấy to quá thì đặt 80 nha. Đây 80 đỡ à. Rồi tiếp theo, hôm nay cho nó lập là 8 lần rồi mới vị hơn đó. Rồi gửi lập là 8 lần à, lại hình vuông 80. Thì cái này không phải. Đi trả lại lần nhiều lần. Nó lên. Không đúng. Đâu, cái này là chúng ta cho nó xây phần này chúng ta cho nó xây phải để cho một số sự kiện. Đấy. Nó bằng ở dưới không? Nó ngược lại không? Nhưng ngay lúc vị xong ấy chúng ta cho chỉ cho nó xây phải 90 độ. Di chuyển 80 bước do độ gia cạnh nó 80 mà. Rồi xây phải 90 ra quay lại chỗ cũ. Rồi tiếp theo, di chuyển 80 bước rồi xây phải. Giờ ấy, các bạn biết cách tính độ độ xây của từng cạnh ấy, độ xây hướng khác nhau của từng cạnh ấy, hướng ấy. Rồi hình giống như tính để ghép ấy. Nếu muốn chúng ta muốn làm hình vuông ấy là ta lấy 360. 360 là hướng hướng toàn bộ xung quanh chia cho 4 là 90, nó xây 90. Sau nó vỉ một mặt nên giờ là đây là có 8 hình vuông cùng dãy 360 chia cho 8. Đấy. Không. Để chút. Đấy, lúc này chúng ta làm cho nó thay đổi à, quay lại. Đấy. Lúc nó vỉ ấy nó chỉ vỉ lên trên nó vỉ lên trên đúng không? Còn tiếp theo nó chỉ xây phải xây đây chúng ta làm ngược lại thôi đấy xây phải 90 độ di chuyển 80 bước xây trái 90 độ rồi di chuyển 80 bước bước xong rồi xây phải kiểu vậy. Và chúng ta chỉ chim cái lại cộng nữa. Cộng với 90. Đấy. Không, còn khỏi. Lâu chạy thử à. Chúng ta thấy nó sẽ vỉ ra một hình đúng nhưng có điều là không đủ chỗ trống nên chúng ta lẹp cho nó nhỏ lại là 64 nha. 64. 64 64 ok nó nhỏ là nhưng ở dưới đây ấy nó là ở trên đây ta gọi là y chúng ta sẽ đặt là có một là 360 chia cho 8 là mấy 45 đấy xong là cộng với 360 chia cho 8 nữa nó bằng ở đó rồi đây chia cho 16 không là 8 nhân cho 2 đấy lúc này thấy nó vừa khít chưa rồi tiếp theo con độ x đây chúng ta chỉ cho nó là vẫn lấy trừ trừ nhưng mà là độ dài cạnh của hết vuông nó chia cho 2 ơi đây độ dài cạnh của nó cho 64 rồi ok đấy. Rồi, vì vậy giờ chúng ta đã xong cái bài này rồi. Nhưng mà ấy, có một thiếu một điều cuối cùng là nút ẩn á và cái nút thay đổi trình nút màu ấy. Dùng màu sẽ cho phù hợp ấy. Đấy. Đó, chúng ta có thể chỉnh bút màu là việc 40 à. Đấy, chỉnh bút màu sẽ cho vừa ấy các bạn. Nói vậy thôi. Rồi. Thì vậy là chúng ta để xong cái bài này rồi nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhanh để lại một like, share, subscribe và các bạn nhớ đăng ký kênh mình để mình làm những video mới tiếp theo nha. Giờ sẽ là các bạn và bye bye. Bye.